khi đi học thì con sẽ ăn mì tôm hoặc là cơm nguội, có bữa ăn rau luộc. Khoảng nửa tháng mẹ mua cá cho con ăn một lần. Tôi cũng ăn hai tiện lắm, có khi đi chợ mua rau nấu canh. Dạ, sức khỏe của con cũng hơi yếu, hay mệt, con chóng mặt. Lúc con làm vi chai con mệt, con ngồi con nghĩ sao mà hết mệt con đi nữa. Ống nhựa hoa sen hân hạnh đồng hành cùng mái ấm gia đình Việt. Con tên Trần Thị Yến Hương, năm nay 14 tuổi, học lớp 82, trường trung học cơ sở Lãnh Tâm. Hiện con đang sống cùng với mẹ. Chồng tôi mất năm 2011, bị tai nạn giao thông. Lúc tai nạn giao thông, chú nó mới đưa về quê để chôn thờ đổ quê luôn, chứ không ở đây. Con không cảm thấy thiếu thốn tình yêu thương của ba, vì con có mẹ yêu thương con. Mẹ chăm con mỗi khi con bệnh, con đi học về mệt, mẹ cũng lo cho con. Hàng ngày mẹ đi làm vi chai, lúc buổi trưa đi tới chiều về. Nấu cơm sớm nè, ăn xong rồi đi. Bữa nào nhiều nhất là 50 ngàn, ít nhất thì có 20 ngàn. Lâu lâu người ta cũng có kêu thuê làm cỏ, dọn dẹp ở trên rẫy. Cỡ vài chục ngàn, cũng như làm phụ cho người ta thôi. Vậy hàng ngày khi đi học thì con sẽ ăn mì tôm hoặc là cơm nguội, có bữa ăn rau luộc. Khoảng nửa tháng mẹ mua cá cho con ăn một lần. Tôi cũng ăn hai tiện lắm, có khi đi chợ mua rau nấu canh. Năm nay thì gạo nó lên giá quá, tôi không có đủ tiền mua gạo. Nếu mà không có người cho gạo thì chắc tôi, mẹ con tôi cũng đói á. Căn nhà của chị Tiên đang ở là căn nhà được nhà tài trợ, là cất nhà tình nghĩa cho chị Tiên cách đây khoảng là 10 năm về trước. Sức khỏe của chị thì cũng bệnh yếu chứ không phải là bình thường như mọi người khác. Bé Hương thì đi học thì đường là đường xe, về tới nhà thì sức khỏe nó cũng yếu, nó mệt. Dạ, sức khỏe của con cũng hơi yếu, hay mệt, con chóng mặt. Lúc con làm vi chai con mệt, con ngồi con nghĩ sao mà hết mệt con đi nữa. Cái hồi năm lớp 6 nên nó sẽ xỉu hoài, nó nghỉ học hoài. Bệnh là xin nghỉ thì mình xin nghỉ. Để có khi đang học nữa chừng vậy, khi thầy cô điện biểu chở Ý Hương về. Dạ, con có đi khám bệnh thì bác sĩ nói con là bị suy nhược, thiếu dinh dưỡng. Vì nhà ăn uống rồi vô. Bệnh thì con uống thuốc bình thường hơn 100 ngàn, vừa uống được 2 tháng. Nhà điều con lo lắng nhất ở nhà là sức khỏe của mẹ. Lúc mà mẹ mệt mẹ nằm thì con hơi lo. Con nhà tôi đang ở là cất năm 2014. Hồi lâu bão cũng sập một lần rồi mới sửa lại. Nhà con đang ở thì không có nhà vệ sinh, nhà ăn đi rang sau, nhà tắm cũng ăn sau luôn. Trời nắng thì nó nóng, trời mưa thì nó bị mấy cái vách nó ướt. Nó nói phải mẹ có tiền, mẹ cho con học đến cái nghề điều dưỡng á. Con thích cái nghề đó, mẹ đâu có đủ tiền đâu học. Trước mắt thì mẹ kêu con học tới lớp 12. Nếu mà có tiền mẹ sẽ cho con đi học, còn không có tiền con sẽ học nghề. Mẹ cũng lo lắng với Hương là con ráng giữ gìn sức khỏe để mà có sức để đi học. Mẹ đang lo tiền, không biết có mẹ đủ tiền để học đến đó không. Con muốn nói với mẹ là mẹ hãy giữ sức khỏe. Còn con lớn rồi nên là nhà con cũng làm được. Còn con chăm học đã không phụ lòng của mẹ. Ống nhựa hoa
Sen hân hạnh đồng hành cùng mái ấm gia đình Việt.